Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và Chuyện Lăng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 333 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói, đám thần vương thái cổ, bọn hắc đế đều đã bị ngăn cản lại. Duy nhất không thể ngăn cản chính là một tôn tứ diện thần. Chính là tôn tứ diện thần này đang công phá đệ nhất sát trận. Cho dù là thần thông do Phục Vân đạo tôn lưu lại bên trong đệ nhất sát trận của tổ đình cũng thường xuyên bị hắn phá hủy. Lúc bấy giờ khóe mắt Tư Mệnh cơ hồ là muốn rách ra, từng lần điều động trận pháp tuyệt sát trong đệ nhất sát trận đối kháng với tôn tứ diện thần này. Nhưng kẻ này quả thật vô cùng đáng sợ. Cho dù là lâm vào trận pháp tuyệt sát cũng vẫn như cũ nhàn nhã tản bộ, không tìm được bất luận sơ hở gì. Trước sau trái phải của hắn đều là chính diện, không có bất kỳ nhược điểm gì có thể lợi dụng được. Hơn nữa, dung mạo thiên biến vạn hóa, vậy mà có thể biến thành vô số bộ dáng. Thậm chí có thể biến thành bộ dáng của đám người Lôi Trạch, Hoa Tư, Hắc Đế, Bạch Đế, còn có thể thi triển ra thần thông của bọn họ. Cho dù là thần thông của Đại Tư Mệnh hoặc là Trung Nhạc cũng đều có thể dễ dàng mà thi triển ra được. Lực lượng của hắn thật sự là quá cường đại. Một đường đi tới, hơn phân nửa trận pháp ngoại vi đều là bị hắn phá vỡ. Trận pháp nội tầng cũng bị hắn từng cái kích phá. Về phần đám tồn tại bọn Hắc Đế, Bạch Đế hay Thiên, trái lại chỉ là làm nền cho hắn, giúp hắn quân lấy đám người Lôi Trạch mà thôi. Sở dĩ đám người Tư Mệnh có thể kiên trì tới hiện tại hoàn toàn là nhờ vào đám thần vương di chứng Đại Tư Mệnh bất ngờ công kích lãnh địa của Thiên trong khu luân hồi thứ 7, quân lấy thế lực của Thiên. Vì thế cho nên đám tồn tại bọn Thiên và Tà Đế không thể không quay trở về mà cứu viện. Mãi cho tới cách đây không lâu, Thiên lệnh cho đám thần vương di chứng bọn họ đi dọn toàn bộ thánh địa của chính mình, nhường ra lãnh địa, không tiếp tục đối kháng với đám người của Đại Tư Mệnh nữa. Lúc này mới rảnh rỗi xuất thủ, có thể toàn tâm toàn ý đối phó với tổ đình. Trận chiến này gian khổ là có thể tưởng tượng. Đột nhiên Tư Mệnh phát hiện ra trong vực sâu tổ đình truyền tới tà khí cuồn cuộn. Tiên thiên tà đạo xông thẳng lên thiên không, chấn động vực sâu. Cái vực sâu này là do đại toại đào ra, trực tiếp móc ra một khối lớn từ trong thánh địa tổ đình, biến thành tổ tinh, đã lưu lại cái vực sâu này. Từ khu luân hồi thứ 7 ở mặt sau tổ đình giết vào, sẽ có thể tiến vào vực sâu, phá hư thánh điện. Thua rồi sao? Thua thật rồi sao? Sắc mặt của Tư Mệnh không chút thay đổi, nhìn về phía đám thần ma tổ đình vẫn còn đang chinh chiến chém giết, sắc mặt vẫn như cũ, lạnh nhạt bình đạm. Ta rút cuộc thua rồi sao? Không giữ được nơi này nữa sao? Ta từng khoe khoang chính mình không thua kém gì hắn, nhưng lại không thể nào bảo vệ được cơ nghiệp tổ tông. Ta thua rồi. Trong vực sâu, Tà Đế thế như trẻ tre liên tục phá cấm, nhanh chóng giết về phía này. Trước đây ta đã từng nói với hắn, nếu ta thua rồi ta sẽ tự giải tế tự. Tư Mệnh thấp giọng nói, ta muốn phong ấn sinh dục của tất cả các chủng tộc trong thiên hạ, khiến cho toàn bộ thần ma đều tuyệt chủng tuyệt hậu, báo thủ cho Phục Hy thần tộc ta. Hiện tại đã tới thời gian thi triển tràng đại tế kia rồi. Hiện tại số lượng thần ma chết đi đã đủ rồi. Nàng dang rộng hai cánh tay, đại đạo trong cơ thể bắt đầu sôi trào. Theo đại đạo của nàng sôi trào, kiện trọng khí vãng sinh luân cũng bắt đầu thiêu đốt. Trong thiên địa vang lên đạo âm vô cùng vang vọng, đó là đại đạo khống chế sinh dục, tạo hóa, tạo vật và vãng sinh, đang cộng minh với quá trình tế tự của bản thân nàng. Ta sẽ đoạn tuyệt sinh dục của hết thảy các thần ma trong thiên địa, chặt đứt con đường vãng sinh, ngăn cách tạo hóa, đoạn tuyệt tạo vật. Cho dù là tiên thiên thần ma cũng sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Thanh âm của Tư Mệnh vang lên, vang vọng cả tổ đình. Ta sẽ khiến cho toàn bộ vũ trụ này triệt để khô tế điêu linh, chôn cùng với Phục Hy thần tộc. Trăm ngàn năm sau sẽ không có sinh mệnh mới được sinh ra. 10 vạn năm sau, vũ trụ tử vong.
ngoại trừ tiên thiên thần ma ra sẽ không còn bất kỳ sinh linh nào nữa. Trăm vạn năm sau, nguyền rủa của sinh linh đã lâm nạn mà chết oan sẽ bao phủ khắp các nơi trong vũ trụ. Thiên nhân vĩnh suy, tiên thiên thần ma sẽ từ từ suy yếu. Cuối cùng, đại đạo biến thành nước mù, tế tự không tồn, nhục thân không tồn. Từng tòa đại trận của tổ đình không ngừng nổ vang chấn động. Vô số thi thể thần ma tử chiến bên trên sa trường đang phân giải, biến thành huyết khí cuồn cuộn, phóng vọt về phía Tư Mệnh và Vãng Sinh Luân. Toàn bộ thần ma trên chiến trường cũng đều nghe được thanh âm của nàng, cảm giác được một cỗ chấn động khó hiểu. Đó là một vị nữ thần trưởng khống sinh dục đang tự giải bản thân, tế tự chính mình, muốn hủy diệt toàn bộ sinh sôi nảy nở, sinh dục tạo hóa trên thế gian, thậm chí cắt đứt con đường vãng sinh. Đây là báo thù, là báo thù của Phục Hy thần tộc ta. Tư Mệnh lộ ra nụ cười băng lãnh, tất cả mọi người đều có cảm giác giận cả tóc gáy. Cử động này của Tư Mệnh không thể nghi ngờ chính là muốn kéo theo tất cả chủng tộc trong thiên hạ chôn cùng với Phục Hy thần tộc. Không chỉ là các tộc thần ma của thế lực đối địch, đồng dạng cũng kể cả những chủng tộc có giao hảo với tổ đình như Lôi Trạch thị, Hoa Tư thị, Âm Khang thị này, lại càng kể cả là nhân tộc. Nàng nữ tử này thật sự vô cùng cương liệt, bản thân nàng cũng không thừa nhận nhân tộc, bởi vậy cho dù là nhân tộc cũng nằm trong danh sách đoạn tử tuyệt tôn của nàng. Muốn nguyền rủa người khác trước phải nguyền rủa chính mình, bản thân sẽ rơi vào trong tai kiếp. Đây là hậu quả mà tất cả những kẻ nguyền rủa đều nhất định phải đối mặt tới. Hắc đế nguyền rủa Phục Hy thần tộc vì vậy bị nhốt ở đế cảnh, mãi vẫn không thể đột phá trở thành đạo thần, cho nên mới liều mạng muốn cởi bỏ cấu thân để cho cấu thân giúp chính mình gánh kiếp. Trung Nhạc tiến hành phong thiện, phong ấn thần huyết các tộc thần ma trên tổ tinh, tổn hao vô số thọ nguyên một đêm bạc đầu. May mà ác quả nguyền rủa cũng không quá lớn, về sau để thăng tu vi đã khôi phục trở lại. Mà nguyên rủa này của Tư Mệnh lại lớn tới không cách nào tưởng tượng. Đây là muốn khiến cho toàn bộ sinh linh và sinh mệnh trên thế gian diệt tuyệt, toàn bộ đều chôn cùng với Phục Hy thần tộc. Mặc kệ là sinh linh hậu thiên hay là tế tự tiên thần, hoặc là tiên thiên thần ma do thiên địa sinh ra, kể cả các thần vương thái cổ, hết thảy cũng đều bị chôn vùi. Nàng là sinh ra từ trong thần khí tạo hóa, trời sinh đã có thể trưởng khống lực tạo hóa. Hiện tại, thần khí tạo hóa và thần khí vãng sinh đã xác nhập, khiến cho lực lượng mà nàng có thể trưởng khống lại càng cường đại hơn. Vũ khí do Phục Hy chế tạo ra quả nhiên không tầm thường. Lúc này, tôn tứ diện thần kia lộ ra thần sắc kinh ngạc, một đường xông thẳng về phía Tư Mệnh. Hắn hung hãn xuất thủ, xông vào từng tòa sát trận, nỗ lực muốn đánh chết nàng trước khi đại nguyền rủa của Tư Mệnh hoàn thành. Hắn thở dài nói, thật không hổ là tuyệt đại vũ khí, phải trải qua 8 vạn năm dưỡng dục mới sinh ra được. Nếu để cho ngươi tế tự thành công, vũ trụ lục giới này chẳng phải sẽ bị ngươi tuyệt tự rồi hay sao? Mà lúc này, cho dù là đám thần ma của tổ đình cũng tâm thần đại loạn, không biết phải làm như thế nào. Trận đại nguyên rủa này của Tư Mệnh, ngay cả chủng tộc của bọn họ cũng nằm trong đám bị nguyên rủa, đoạn tuyệt tử tôn, đoạn tuyệt hậu đại, đoạn tuyệt truyền thừa. Tư Mệnh dù sao cũng là chủ soái của bọn họ, nhưng ngay cả chủng tộc của bọn họ cũng bị nguyên rủa, khiến cho trong lòng bọn họ không khỏi sinh ra thê lương và bi phẫn. Nhất là Kim Ô thần đế, tâm thần lại càng đại loạn. Thân hình loạn choạng, phun ra một ngụm thần huyết, bất chấp đối thủ, vội vàng quay đầu lại, kinh ngạc nhìn về phía Tư Mệnh, lẩm bẩm nói, vì sao lại bạc tình như vậy? Sắc mặt của Thiên Yêu đại đế âm tình bất định, lại có chút động tâm tư, nghĩ muốn trực tiếp tạo phản, xoay đao chém chết Tư Mệnh. Ngay cả bọn họ cũng như vậy, càng huống chi những người khác đây. Mắt thấy nội bộ tổ đình sắp sửa đại loạn, đột nhiên thanh âm bình bình đạm đạm của Âm Phần Huyên lan truyền khắp mỗi một ngõ ngách của tổ đình, rõ ràng truyền vào trong tai tất cả mọi người. Tổ đình bị công phá, tất cả chủng tộc chúng ta đều sẽ bị địch nhân diệt tuyệt. Thay vì bị địch nhân diệt tuyệt, diệt chúng, không bằng kéo theo đối thủ cùng lên đường. Đám tướng lĩnh thần ma của tổ đình nhất thời ngẩn ra. Phải rồi, nếu như tổ đình bị công phá, vậy với tội trạng loạn thần tặc tử này của bọn họ, nhất định sẽ liên lụy tới chủng tộc, diệt tuyệt chủng tộc cũng là chuyện bình thường. Nếu như chủng tộc đã định trước cũng sẽ bị diệt tuyệt, sao lại không kéo theo đối thủ cùng nhau lên đường đây? Thiên Yêu đại đế đột nhiên buông lỏng tâm thần, cười hăng hắc nói, cũng được, tốt xấu gì cũng có chư thiên thần vương chôn cùng, có chết cũng không tính là thua thiệt gì. Trên mặt Kim Ô thần đế cũng lộ ra nụ cười, giơ tay lên chấn động từng thanh thần kiếm, lập tức giết về phía địch nhân. Hắn mỉm cười nói, thật không ngờ ta cũng có ngày bị diệt tộc. Tôn tứ diện thần kia rốt cuộc
cũng thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất của chính mình. Hỗn độn ầm ầm ba động, đột nhiên biến thành vô số thế giới khác nhau, mạnh mẽ đón đỡ từng tòa sắt trận không ngừng bức thẳng về phía Tư Mệnh. Hiện tại Tư Mệnh đang tiến hành tế tự, không rảnh phân tâm trường khống sắt trận của Tổ Đình, chỉ dựa vào sắt trận tự chủ vận chuyển, hắn phá trận cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu có thể đánh chết Tư Mệnh trước khi đại tế hoàn thành, sẽ có thể ngăn cản trận đại nguyên rùa này bạo phát. Mà vào lúc này, đại đạo và tu vi của Tư Mệnh cũng thiêu đốt càng lúc càng hung mãnh hơn. Toàn thể Vãng Sinh Luân cũng biến thành một quả cầu lửa thật lớn. Thi thể của đám thần ma chết thảm trong Tổ Đình kia cũng ầm ầm thiêu đốt, máu tươi do bọn họ chảy ra đã nhiễm đỏ thổ địa của Tổ Đình. Lúc này, máu tươi trong lòng đất vậy mà từ dưới đất bay lên, không ngừng thiêu đốt, gào thét, lao vọt về phía Vãng Sinh Luân, rót vào trong Vãng Sinh Luân. Mấy năm gần đây, đám thần ma chết trong Tổ Đình nhiều vô số kể, thi thể của bọn họ đã hóa thành năng lượng của trận đại nguyên rùa này, uy lực có thể tưởng tượng. Lại nói, cho dù là Đại Tư Mệnh đang ở trong khu luân hồi thứ 7 ở xa xa, lúc này cũng cảm thụ được cỗ uy năng hạo hãn kia, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đại biến sắp tới, các người mau tới dưới tảng cây của ta, ta sẽ bảo vệ các người an toàn, lưu chút mầm mống sinh mệnh cho cái vũ trụ này. Đại Tư Mệnh mở miệng nói, đám người khởi nguyên thần vương không khỏi lộ ra kinh sắc, vội vàng đi tới dưới tảng cây. Tế! Đại Tư Mệnh chỉ tay một cái, sinh mệnh của thụ càng lúc càng nguy nga, phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng, cành lá càng xanh tươi tốt, hình thành nên tầng tầng lớp lớp sinh mệnh trường, đoàn đoàn bao vây sinh mệnh của thụ. Chấn động của đại nguyên rủa kia lan truyền vào trong hư không giới, vô số thần linh ma linh trong hư không giới nhao nhao thức tỉnh, có chút sợ hãi, có chút bất an, nhao nhao nhìn về phía hạ giới. Chỗ sâu nhất trong hư không giới, một tiếng thở dài vang lên. Đại Toại đột nhiên thức tỉnh, toàn thân thôi động hư không giới, toàn thể hư không giới dần dần hiển lộ ra chân dung to lớn khôn cùng, từ xa nhìn lại giống như một đóa hoa tươi xen giữa hư huyễn và chân thật vậy. Bỉ ngạn hoa đã nở, người sống không cửa để vào. Có thể mượn bỉ ngạn hoa tránh né đại nguyên rùa này hay không đây? Chỉ sợ là có chút khó khăn rồi. Tư Mệnh đứng trong hỏa quang hừng hực, đó chính là đạo hỏa, hỏa diễm do đại đạo thiêu đốt. Đạo hỏa vừa cháy lên, vĩnh viễn cũng không thể dập tắt được. Trong vực sâu dưới chân của nàng, tiên thiên tà đế đang nhanh chóng phóng chạy, bất chấp việc phá hư thánh điện Tổ Đình, điên cuồng bay lên trên cao. Hắn chính là hóa thân của tà đạo, tiên thiên thần ma do tiên thiên tà đạo sinh ra. Hiểu rõ quá sâu đối với đại nguyên rùa này, biết rõ sự đáng sợ của đại nguyên rùa bạo phát. Nhưng hiện tại, đại nguyên rùa của Tư Mệnh đã sắp sửa hoàn thành. Nhiều quan tài như vậy sao? Tiên thiên tà đế bay ngang qua một mảnh đại dương quan tài mênh mông, trong lòng thoáng giật mình, nhưng hắn cũng không rảnh suy nghĩ quá nhiều, điên cuồng phóng thẳng lên cao, lao thẳng tới lối vào của vực sâu. Mà vào lúc này, từ phía dưới vực sâu, một gốc thanh đằng nhanh chóng xoắn lên. Bành bành bành! Từng cỗ quan tài bị cành lá của gốc thanh đằng kia nhau nhau xốc lên. Các đại đế thượng cổ đã tử nạn, dùng danh nghĩa của ta mệnh lệnh cho các ngươi tỉnh lại bảo vệ Tổ Đình. Một đạo thanh âm non nớt vang lên, nhưng trong thanh âm kia lại mang theo bá khí vô tận, dùng ngôn ngữ của tiên thiên thần vương kêu gọi, không giống như khẩu khí của đứa bé kia. Tiên thiên tà đế trong lúc vội vàng xoay đầu nhìn lại, chỉ thấy từng cỗ quan tài kia có tổng cộng 9 tầng, gần 3.000 cỗ 9 tầng quan. Trong mỗi một cỗ quan tài đều có một thi thể một vị đại đế thượng cổ nằm đấy. Là 3.000 đại đế đã chết trong tay Phục Môn Đạo Tôn, hóa ra là bọn họ. Đúng rồi, lần trước tiến vào nơi này, đám quan tài này đã xuất hiện, còn đánh hư thân ngoại thân của ta. Không xong rồi. Trong đám quan tài kia, từng tôn đế thi thẳng tắp đứng dậy, nhao nhao ngẩng đầu mà nhìn lên. Da đầu của tiên thiên tà đế nhất thời tê dại, sau đấy nhìn thấy vô số đại thủ chảo về phía chính mình. Tiên thiên tà đế gầm lên một tiếng, tiên thiên tà đạo đan xen ngang dọc, mạnh mẽ nghênh đón đám đế thi này. Chỉ nghe thanh âm xoẹt xoẹt vang lên, từng gốc thanh đằng xuyên qua bên cạnh của hắn. Trên một mảnh lá cây dây leo, trong đó nâng đỡ một tiểu hài đồng chừng 4-5 tuổi, còn có hơn 10 mảnh lá cây nâng đỡ từng chiếc lâu thuyền. Tiểu hài đồng và đám lâu thuyền kia càng lên càng cao, vươn ra khỏi vực sâu của Tổ Đình. Mẹ! Trung Hoàng Thần nhìn thấy thân ảnh trong đạo hỏa kia, không khỏi vừa sợ vừa vội vàng lớn tiếng nói: Mẹ, phụ thân đưa ta trở về rồi. Trong ánh lửa, Tư Mệnh quay đầu nhìn lại, nhìn thấy thân ảnh của hắn, trên mặt lộ ra thần sắc giật mình, ngay sau đấy lại lộ ra nụ cười hòa ái. Hài tử của ta!
Trong mắt của nàng lộ ra một tia do dự, đại nguyền rủa sắp sửa hoàn thành, nhưng nàng lại có chút do dự. Trung Hoàng Thần là con trai của nàng cũng lâm vào trong trận đại nguyền rủa này. Nàng vốn dĩ đã lau đi toàn bộ tình mẫu tử của chính mình, chỉ lưu lại lý trí tuyệt đối. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Trung Hoàng Thần kia, tình mẫu tử lại giống như nước thủy triều vậy tuôn trào ra ngoài. Trong lòng của Tư Mệnh xuất hiện vướng mắc, trong mắt chảy ra hai dòng nước mắt. Ngay sau đấy, nước mắt đã biến thành đạo hỏa hừng hực. Con trai của ta vẫn không cách nào nhẫn tâm được. Cũng trong nháy mắt nàng chần chừ này, tôn tứ diện thần kia đã rất nhanh tiếp cận, chỉ còn cách nàng sáu tòa sát trận. Sắc mặt vị tồn tại vô cùng cường đại này vẫn như trước, vẫn như cũ lãnh tĩnh tới mức đáng sợ, vươn tay điểm ra một chỉ. Hỗn độn phá giới. Một chỉ này của hắn vừa điểm ra, khí hỗn độn nhất thời gào thét bay ra ngoài, tang một tiếng đản sinh ra một cái thế giới. Vô tận tinh tú xuất hiện, xông vào tòa sát trận đầu tiên kia. Tòa sát trận này tự chủ khởi động, yên diệt cái thế giới kia. Cũng ngay tại thời điểm cái thế giới kia yên diệt, chỉ lực của hắn từ trong cái thế giới tiêu tán xông ra, một lần nữa sinh ra một cái thế giới mới. Tiếp theo cái thế giới thứ hai vỡ nát. Pang 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 pang. Từng cái thế giới không ngừng được sinh ra, lập tức bị yên diệt. Từ xa nhìn lại, giống như một cái rồi lại một cái viên cầu do vô số tinh tú và đại đạo cấu thành lần lượt được sinh ra, lần lượt nổ tung như vậy. Nhưng đạo chỉ lực kia lại xuyên thấu qua từng cái thế giới, lan truyền về phía trước, đã xuyên qua tòa sát trận đầu tiên, sau đấy là tòa sát trận thứ hai, tòa sát trận thứ ba. Sáu tòa sát trận lóe lên liền qua, chỉ để lại vô số thế giới đang không ngừng tiêu tán, một cái tiếp theo một cái nổ tung. Xoẹt. Đạo chỉ lực này mạnh mẽ xuyên thấu lồng ngực của Tư Mệnh. Tư Mệnh nhất thời ngẩn ngơ, cúi đầu nhìn xuống cái động lớn ở trên lồng ngực của chính mình kia. Thân thể của nàng rung rung lắc lắc, từ trên vắng sinh luân đang thiêu đốt mà rơi xuống. Ta vẫn là không thể hạ thủ được, ta không đành lòng, ngay cả con trai của ta cũng nguyền rủa, không thể hoàn thành một bước cuối cùng. Đây chính là nhân vị mà Tân Hỏa đã nói hay sao? Hiện tại ta đã hiểu rồi. Đạo hỏa xung quanh thân thể của nàng vẫn như cũ thiêu đốt thường hực, bắt đầu khiến cho toàn thân của nàng hư hóa. Đạo hỏa này một khi thiêu đốt lên sẽ không thể dập tắt, mãi cho tới khi thiêu đốt nàng thành tro bụi. Mẹ! Trung Hoàng Thần hét lớn một tiếng. Trong tiếng thét, từ trong thân thể của hắn một đạo hư ảnh trong suốt bay ra, dang rộng hai cánh tay đón lấy Tư Mệnh. Luân hồi đằng bay lượn sau lưng của đạo hư ảnh này như sổng như mãng, phiêu hốt bất định. Đạo hư ảnh kia ôm Tư Mệnh vào trong ngực. Tư Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy bóng dáng mông lung quen thuộc kia. Trung Sơn Thí, ta thua rồi, ta triệt triệt để đế mà thua rồi. Nàng mỉm cười yếu ớt nói, lý trí của ta đã bại bởi nhân tính, cường đại như ngươi, trí tuệ như ngươi cũng không nghĩ tới, đúng không nào? Ta có thể hủy diệt hết thảy mọi thứ, thế nhưng không cách nào hạ thủ hủy diệt hài tử của chúng ta được. Đạo hư ảnh này vươn bàn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt không ngừng trở nên hư huyễn của nàng. Gốc luân hồi đằng đang cuốn lấy trên cánh tay của hắn không ngừng chui vào trong cơ thể của nàng. Thân ảnh của Tư Mệnh dần dần biến mất. Đạo hư ảnh này nhắm mắt lại, tự hồ có chút không đành lòng. Tế! Hắn nhẹ giọng nói. Gốc luân hồi đằng cuối cùng từ vực sâu bay lên, phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng rãi, chậm rãi tương dung với thiên địa, diễn sinh về phía khu luân hồi thứ bảy. Cuối cùng, gốc luân hồi đằng này triệt để hóa đi, bổ toàn khu luân hồi thứ bảy. Đạo hư ảnh kia cũng dần dần biến mất. Tư Mệnh, người yêu của ta, người sẽ cùng tồn tại với khu luân hồi thứ bảy, chỉ là người vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi nơi đó được nữa rồi. Khu luân hồi thứ bảy triệt để bổ toàn, đạo giới xuất hiện, cũng bị kéo vào trong cái vũ trụ này, tương liên với tinh vực tử vi. Một tòa đạo giới chi môn chậm rãi xuất hiện. Mà bên dưới đạo giới chi môn, trong tầng tầng tinh vân do gốc luân hồi đằng cuối cùng biến thành kia, một đóa hỏa quang hiện ra, một nàng nữ phục khi thiêu đốt chậm rãi từ từ hóa thực. Chỉ là đạo hỏa trên người vĩnh viễn cũng không thể dập tắt được. Nàng nỗ lực đi ra khỏi khu luân hồi thứ bảy, quay trở lại vũ trụ cổ lão, nhưng lại phát hiện chính mình vĩnh viễn cũng không thể hoạn thoát ra. Nàng đã trở thành tịch mịch nữ thần trong khu luân hồi thứ bảy. Nàng đã vĩnh viễn không thể bước vào lãnh địa của người sống, không thể bước vào vũ trụ cổ lão, không thể bước vào tử vi, không thể bước vào 3000 lục đạo giới. Nàng đã hòa làm một thể với khu luân hồi thứ bảy, đã biến thành thần minh của khu luân hồi thứ bảy. Tình huống có chút tương tự với đại toại, nhưng cũng có chỗ bất đồng. Đại toại là thân ký thác vào hư không, cùng với 24 vị thánh đế dùng đại thần thông biến thành
thế giới trong biển ngạn hoa thành hư không giới. Đám người bọn họ không thể không lâm vào ngủ say. Nếu bọn họ tỉnh lại, hư không trong giấc mộng này sẽ sụp đổ, vô số thần linh đế linh không còn chỗ để nghỉ lại. Mà tình huống của Tư Mệnh chính là do Trung Nhạc tại thời điểm đại đạo của nàng phân giải, tính mạng của nàng sắp tận, đã dung hợp nàng với luân hồi thứ 7, sau đó tới khởi luân hồi đằng, bổ toàn bộ khu luân hồi thứ 7. Khu luân hồi thứ 7 triệt để mở ra, Tư Mệnh cũng sẽ giống như đám luân hồi đằng kia, vĩnh hằng lạc ấn vào trong khu luân hồi thứ 7, trở thành thần minh duy trì luân hồi. Hài tử của ta! Tư Mệnh đứng trong đạo hỏa, nhìn về phía tổ đình, một kiện vãng sinh luân thiêu đốt từ từ dâng lên sau lưng của nàng, chậm rãi chuyển động, ảnh hưởng tới đại đạo của khu luân hồi thứ 7. Mặc dù ta không thể đặt chân lên thế giới hiện thực, nhưng lại có thể bảo hộ hậu phương tổ đình. Thân ảnh của nàng bay lên, tiến về phía khu luân hồi thứ 7, mặt sau tổ đình, nơi đấy là chỗ sơ hở duy nhất của tổ đình. Mà vào lúc này, Trung Hoàng Thần ngơ ngẩn nhìn hình bóng mẫu thân của mình đang dần biến mất. Luân hồi đằng dưới chân của hắn cũng đã biến mất, lực lượng mà Trung Nhạc truyền tới từ tương lai cũng đã thôi lui. Đã không còn luân hồi đằng, Trung Nhạc cũng không thể truyền dẫn lực lượng của chính mình về quá khứ được nữa. Tổ đình cơ hồ sắp sửa tiêu tan. Không còn Tư Mệnh chủ trưởng đại cục, cho dù có 3.000 đế thi của đại đế thượng cổ hỗ trợ, cũng không thể nào thay đổi kết cục của trận chiến này. Đột nhiên Trung Hoàng Thần chợt tiến lên, thay thế Tư Mệnh, khống chế hết thảy trận pháp của tổ đình, dốc hết khả năng trưởng khống chiến cuộc. Nghiệp cha con gánh, mẹ đi con thế. Đây chính là trách nhiệm của Phục Hy thần tộc. Bất quá, nghĩ muốn điều khiển hết thảy trận pháp của tổ đình thật sự là quá gian nan. Hắn rất nhanh đã cảm thấy thần thức của chính mình xa xa không đủ dùng, thậm chí ngay cả một tòa đại trận cũng khó có thể điều động. Ta quá vô dụng rồi, thậm chí ngay cả một chút bận rộn cũng không giúp được. Trong lúc hắn còn đang tự trách, trong đầu đột nhiên bạo phát một cỗ bất diệt thần thức, thông qua tinh thần của hắn xâm nhập vào hạch tâm của tổ đình. Cỗ bất diệt thần thức kia chính là trước khi luân hồi đằng biến mất đã lưu lại trong cơ thể của hắn, xuyên qua thời không, lúc này tương dung với tinh thần của hắn, khiến cho tinh thần của hắn trong phút chốc đã bành trướng lên không biết bao nhiêu lần. Phụ thân! Tinh thần của Trung Hoàng Thần đại chấn, bất diệt thần thức kinh mà Ký Thiết Đế khai sáng bị Tân Hỏa đánh giá là công pháp cái dám tác dụng cũng không có. Thế nhưng khoảnh khắc này, Trung Nhạc lại mượn môn công pháp cái dám tác dụng cũng không có này, truyền thần thức của chính mình tới cho Trung Hoàng Thần, mượn tay của Trung Hoàng Thần mà thao túng chiến cuộc. Trong cỗ bất diệt thần thức kia còn ẩn chứa vô tận trí thức, vô tận tin tức, là Trung Nhạc thông qua thần thức truyền thụ hết thảy những ảo diệu vận chuyển sắp trận của tổ đình cho hắn. Trung Hoàng Thần cảm giác được bên cạnh chính mình phảng phất như có một vị trưởng giả vô hình đang ân cần chỉ dạy hắn làm cách nào thao túng đại trận, khiến cho trong lòng của hắn không khỏi ấm áp. Hắn chưa từng gặp qua phụ thân của chính mình, nhưng khoảnh khắc này lại phảng phất như cảm thấy phụ thân đang ở bên cạnh chính mình vậy, đang chỉ điểm cho hắn, đang hướng dẫn hắn, đang tay cầm tay chỉ dạy hắn, để cho hắn có thể gánh lấy trách nhiệm của chính mình, đi nghênh chiến với cường địch, đi giải quyết khốn cảnh của tổ đình. Ầm 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 ầm. Từng tòa đại trận trong tổ đình khởi động, dưới sự giáng ngự của Trung Hoàng Thần ầm ầm vận chuyển. Tôn Tứ Diện Thần kia nhất thời kinh hãi, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy từng tòa sắp trận toàn diện bạo phát uy năng, so với ở trong tay Tư Mệnh còn hoàn thiện hơn, còn tinh diệu hơn rất nhiều lần. Không chỉ như vậy, đám trận pháp lúc trước đã bị hắn phá giải kia, hiện tại vậy mà cũng đã khôi phục trở lại. Vô số văn lộ đồ đằng đã đứt đoạn, chậm rãi xuất hiện, giao thoa đan xen giữa không trung, một lần nữa tổ hợp trở lại. Những trận pháp đã tổn hại một hai lần kia, một lần nữa khép lại, khôi phục lại như lúc ban đầu. Tình huống này cực kỳ không tốt, hắn đã thâm nhập vào trong cấm khu, sắp sửa đi tới hạch tâm của tổ đình. Nếu hết thảy trận pháp của tổ đình hoàn toàn thôi động, vậy hắn sẽ rơi vào trong đại trận hạch tâm, tất nhiên sẽ là nguy hiểm tầng tầng. Cho dù hắn là đạo thần đã rơi xuống cảnh giới, cũng không thể tránh khỏi gặp phải nguy hiểm. Dù sao nơi này cũng là đệ nhất sát trận do Phục Môn Đạo Tôn đích thân bày bố trình hợp, đệ nhất sát trận từ cổ chí kim. Hiện tại có hai con đường, thứ nhất chính là nhanh chóng rút lui rời khỏi tổ đình, từ khu luân hồi thứ 7 ngóc đầu trở lại. Ánh mắt của Tứ Diện Thần chấp động, ngẩng đầu nhìn về phía Trung Hoàng Thần đang giáng ngự sát trận tổ đình ở trên không trung vực sâu, trong lòng thầm nghĩ: con đường thứ hai chính là đánh chết tên tiểu Phục Khi này, mà con đường thứ hai không thể nghi ngờ là con đường đơn giản nhất, trực tiếp nhất kìa. Ta có thể đánh chết mẫu thân của hắn, Tư Mệnh, cũng có thể đánh chết được hắn, hơn nữa lại càng dễ dàng hơn. Hắn lại điểm ra một ngón tay thi triển cách cũ,
thi triển ra đại thần thông hỗn độn phá giới. Khi hỗn độn nhất thể tuôn trào, biến thành từng cái thế giới. Chỉ lực của hắn trong từng cái thế giới tiêu tan không ngừng bay ra, không ngừng tiếp cận Trung Hoàng Thần. Mà vào lúc này, từng tòa sát trận vần quanh Trung Hoàng Thần ầm ầm vận chuyển, từng tòa sát trận oanh động giao thoa. Chỉ lực của tôn tứ diện thần kia vừa mới xuyên qua một tòa sát trận, trận pháp đã lập tức điều chuyển. Chỉ lực xông vào tòa sát trận thứ hai, vừa mới xuyên qua tòa sát trận thứ hai, lại rơi vào trong tòa sát trận thứ ba, sau đấy là tòa sát trận thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Từng tòa trận pháp giao thoa khiến cho thần thông hỗn độn phá giới của hắn thủy chung lưu chuyển trong đám trận pháp này, không thể nào tiếp cận Trung Hoàng Thần được. Tứ diện thần quyết đoán lui về phía sau. Trung Hoàng Thần tại phương diện điều động trận pháp đã hoàn toàn siêu việt hơn Tư Mệnh. Đây cũng không phải là Trung Hoàng Thần đang đối chiến với hắn, mà là Trung Nhạc đang đối chiến với hắn. Là Trung Nhạc xuyên qua thời gian 80 năm, dùng bất diệt thần thức thao túng chiến cuộc. Trung Nhạc, kẻ đã kéo hắn từ đạo giới rơi xuống hạ giới, tuyệt không phải dễ dàng đối phó như vậy. Chỉ hơi chút lơ là, hắn thậm chí có khả năng sẽ luân hãm vào trong trận. Ầm 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 ầm. Càng lúc càng nhiều trận pháp trong tổ đình khôi phục trở lại, mấy ngàn sắp trận đan sen chẳng chịt vận chuyển xung quanh vực sâu của hạch tâm. Vô số đại trận thương thương mang mang, không gian hỗn loạn, thời gian hỗn loạn, đại đạo cũng hỗn loạn. Loại tình hình vô số đại trận kích khởi này phảng phất như từng tôn thiên hoàng địa hoàng, viễn cổ, thượng cổ đang sống lại vậy. Cái này hoàn toàn bất đồng với thời điểm Tư Mệnh trưởng khống tổ đình, càng hoàn bị hơn, càng cường đại hơn. Tứ diện thần cảm thụ được khí tức của 36 vị thiên hoàng hỏa kỷ, 22 vị địa hoàng địa kỷ đang từng cái thức tỉnh. Yểm tư tuệ hoàng của thời đại hỏa kỷ, phục hy địa hoàng của thời đại địa kỷ. Đám đế hoàng này cũng không đặt vào trong mắt hắn. Cho dù tất cả bọn họ có sống lại thì đối với hắn cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Nhưng khiến cho hắn giận cả tóc gáy chính là khí tức của tôn địa hoàng thứ hai, 13 cũng đang sống lại. Đó là khí tức của Phục Mân Đạo Tôn. Phục Mân Đạo Tôn đã thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán, không còn tồn tại. Thậm chí ngay cả lạc ấn của hắn trong vũ trụ cũng đã hoàn toàn bị xóa đi. Hắn không có khả năng phục sinh trở lại được. Nhưng trong tổ đình lại có sát trận do hắn lưu lại, thần thông do hắn lưu lại. Chính diện đối mặt với sát trận và thần thông của Phục Mân Đạo Tôn tuyệt đối là sự tình mà bất luận một kẻ nào cũng không muốn gặp phải. Đó chính là sự tình bết bát nhất. Mà lúc này khí tức của Phục Mân Đạo Tôn càng lúc càng cường đại, giống như Phục Mân Đạo Tôn đã phục sinh trở lại vậy. Nếu nhắm chặt cặp mắt lại, tự hồ có thể nhìn thấy từng tôn thiên hoàng hỏa kỷ, địa hoàng địa kỷ đang đứng sừng sững tại mỗi một địa phương trong tổ đình. Mà ở trước mặt tất cả bọn họ chính là vị Phục Mân Đạo Tôn vô cùng cường đại kia. Phục Mân Đạo Tôn, năm xưa ngươi là vô địch, nhưng thần thông của ta cũng được xưng là không cách nào phá giải. Chúng ta mặc dù từng giao phong qua, thế nhưng thủy chung chưa hề thật sự liều mạng bao giờ. Ai cũng không biết kẻ nào cao hơn ai một bậc đấy. Tứ diện thần di động bước chân mạnh mẽ xông ra ngoài tổ đình. Sau đầu của hắn mở ra từng đạo quang mang. Đó là hình chiếu lực lượng bí cảnh nguyên thần của hắn. Lực lượng nguyên thần của hắn không giống với bình thường. Bí cảnh nguyên thần của người khác tuân theo đạo nhất, âm dương, thần tài, vạn tượng, ngũ hành và huyết mạch. Chỉ có tại thời điểm bí cảnh thứ 7 mới có hơi chút bất đồng. Đại khái bởi vì bí cảnh thứ 7 tới hiện tại vẫn chưa được xác lập, trăm nhà đua tiếng. Mà hình chiếu lực lượng bí cảnh nguyên thần của hắn là mông mông lung lung, một mảnh hỗn độn. Cả 6 tòa bí cảnh đều là hỗn độn, thậm chí ngay cả bí cảnh thứ 7 vừa mới xuất hiện kia cũng là một mảnh hỗn độn. Bất quá, khí hỗn độn này lại đang theo tâm ý của hắn mà chuyển biến. Mỗi một đạo quang luân đều có thể biến thành bất kỳ một tòa bí cảnh nào. Đây cũng chính là nguyên lý cơ bản của thần thông nhất niệm vạn sinh giới. Càng là nguyên nhân chân chính, hắn có thể biến thành những tồn tại như Đại Tư Mệnh hay Lôi Trạch. Thần thông đạo diệu của hắn quả thật là không thể tả. Phục Mân Đạo Tôn, thật không ngờ sau khi ngươi chết đi rồi, chúng ta lại còn có cơ hội giao phong với nhau một trận. Tiếng cười chói tai của tứ diện thần vang lên, sát trận tổ đình hoàn toàn thôi động. Toàn bộ trận pháp đã rách nát tả tơi hết thảy đều sống lại. Vô số sát trận chuyển động, bộc phát ra uy năng kinh thiên động địa, tách ra quang và ám, cùng với 30 tầng trời đang bao phủ tổ đình và chạm với tôn tứ diện thần trong tổ đình kia. Thiên địa chấn động kịch liệt, hắc đế, bạch đế biến thành hai đạo quang mang một đen một trắng xa xa bỏ chạy. Đột nhiên hai đạo quang mang chợt dừng lại, biến thành thân ảnh của hắc đế, nhị đế đang không ngừng quan sát. 30 tầng trời phân liệt,
biến thành 30 kiện bảo vật thiên đạo vây quanh một mảnh thiên khung xa xa tránh né, mà thân thể của Mục Tiên Thiên lóe lên, thần ma thái cực đồ hiện ra. Tiên Thiên Thần Đế Ma Đế phân biệt đứng thẳng hai bên nàng, dõi mắt nhìn về phía tổ đình, kinh nghi bất định. Cỗ chấn động kia vẫn còn đang kéo dài, một luồng tiếp một luồng, quả thật rung động nhân tâm, phảng phất như có một vị đạo tôn vô song đang cầm kiếm chém giết vào trong đại trận hỗn độn mênh mông vậy. Loại va chạm kia khiến cho bọn họ biến sắc, không dám nhìn thẳng. Bên trong tổ đình, Tôn Tứ Diện Thần kia thi triển ra toàn bộ khả năng đối kháng với sát trận tổ đình. Lúc này hắn biến thành đại tư mệnh, rồi lúc khác lại biến thành lôi trạch, lúc thì biến thành hoa tư, lúc thì biến thành khởi nguyên, lúc thì biến thành hắc đế, bạch đế. Các loại thần thông không ngừng tung bay chống lại sát trận, từng bước một đi ra ngoài, từng bước gian nan, phảng phất như có một cỗ trọng lượng vô biên đang chấn áp lên trên người của hắn vậy. Quanh người hắn không ngừng bùng phát vô tận thế giới không ngừng tiêu tan, lại có lực lượng của sát trận xâm nhập, phá vỡ nhất niệm vạn sinh giới, đánh thẳng lên trên người của hắn. Luận thần thông, đạo diệu, nhất niệm vạn sinh giới của hắn không thể giải, nhưng lực lượng của sát trận quá mạnh vẫn đã công kích lên trên người của hắn, khiến cho vết thương trên người càng lúc càng nhiều. Ở sau lưng hắn là một con đường nhuộm máu, một bước một vết chân, một bước một rãnh máu. Rốt cuộc Tứ Diện Thần đã đi ra khỏi tổ đình, thân hình thoát một cái biến mất, bỏ chạy, không thấy đâu nữa. Nếu cảnh giới của ta không rơi xuống, đạo tôn ngươi cũng không làm gì được ta đâu. Thanh âm của hắn từ xa chuyển tới, mà cùng lúc này, trong vực sâu tổ đình chuyển tới một tiếng hét thảm của Tà Đế. Tiên Thiên Tà Đế bị 3.000 đại đế phân thây đã quay trở về thánh địa Chí Tà, phục sinh trở lại. Thiên khung cũng ẩn đi, biến mất, không thấy đâu nữa. Mục Tiên Thiên thoáng do dự một chút, nhìn về phía Thiên bỏ chạy, lắc đầu nói: thật là không biết nhẫn nại, sư tôn sư bá, nếu không thể công phá chính diện tổ đình, sao lại không công kích từ khu luân hồi thứ 7 đây? Hai đạo quang mang trắng đen biến mất, tiến vào khu luân hồi thứ 7. Hắc Bạch Nhị Đế ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Vãng Sinh Luân hỏa diễm thật lớn đang chậm rãi chuyển động ở mặt sau tổ đình. Nữ Phục Khi toàn thân thiêu đốt đạo hỏa đang đứng ở nơi đấy, thân thể tương dung với đạo, đạo lại tương dung với khu luân hồi thứ 7. Khó đấy. Bạch Đế lắc đầu nói: trừ phi một nửa còn lại kia của ta hạ giới, bằng không khó có thể đối phó được, trở về bàn bạc kỹ hơn thôi. Vừa mới dứt lời, hắn đã biến thành một đạo bạch quang mà bay đi. Thời gian vô thanh tuế nguyệt chảy dài, một đời thiên kiêu ngã xuống sẽ có một đời thiên kiêu mới được sinh ra. Sau trận chiến tổ đình, Mục Tiên Thiên đại thương nguyên khí, Thiên cũng ẩn nấp thành tung, Hắc Bạch Nhị Đế quay trở về tử vi, tổ đình cũng là rách nát tả tơi, song phương giao chiến cùng đều tử thương thảm trọng, thần ma trong toàn thể vũ trụ cũng thoáng cái giảm đi rất nhiều. Đám thần ma trong tổ đình còn sống sót không tới một thành, trong đấy có không ít tồn tại trên tương lai chiếu đi bảng cũng đã ngã xuống trong chiến tranh, mà đại quân thiên đình và đại quân thần ma của vũ trụ cổ lão dưới trướng Mục Tiên Thiên cũng tử thương thảm trọng. Bất quá so sánh một chút, so với tổ đình vẫn còn tốt hơn một chút, thế nhưng cũng không tốt hơn là bao nhiêu. Bất luận bên nào cũng không có lực lại phát động đại chiến tiêu diệt đối phương. Sau lần kiếp nạn này, những tồn tại cổ lão dần dần trầm tịch xuống, chỉ có một đám tân tú mới xuất hiện thì vẫn còn 10 phần sống động, khiến cho vũ trụ đã trở nên tiêu điều, có thêm mấy phần sinh khí tươi mới. Còn về phần Thiên cũng đặc biệt yên tĩnh hơn, hẳn là trận chiến tiến công tổ đình cũng khiến cho hắn hao tổn thảm trọng. Tiên Thiên Tà Đế và rất nhiều thần vương cũng đều chết trận, trong khoảng thời gian ngắn hắn khó có thể khôi phục lại nguyên khí. Mà Tôn Tứ Diện Thần kia cũng không cánh mà bay, không ai biết được tung tích của hắn, hẳn là đang dưỡng thương. Hắn ở trong tổ đình đối kháng với Trung Ngạc xa tại 80 năm sau, đối kháng với Phục Mân Đạo Tôn xa thì tại 10 vạn năm trước, vẫn là bị thương tổn không nhẹ. Bản thân của hắn cũng có rất nhiều cừu gia, không thể không ẩn núp xuống chờ đợi thương thế khỏi hẳn. Về phần Trung Hoàng Thần tạm thời trưởng khống tổ đình, chủ trì đại điển tế tự đám anh linh chết trận kia, bất quá hắn dù sao vẫn còn trẻ, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, không biết xử lý chính vụ, cũng không hiểu làm cách nào khiến cho các tộc sinh con đẻ cái, hành binh bố trận cũng hoàn toàn là không biết gì cả. Cũng may có đám huynh trưởng và tỷ tỷ bọn Hiếu Văn không động ở bên cạnh có thể trợ giúp cho hắn, cộng thêm ba người bọn Vân Quyển Thư, Mạc Cẩn và Thiên Ti xử lý nội chính ngoại sự, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng, cũng không cần hắn tới xử lý. Hắn cũng đã đi tới khu luân hồi thứ 7 để gặp mẫu thân của chính mình, hai mẹ con có rất nhiều chuyện muốn nói.
Tư Mệnh đã thành lập lãnh địa của chính mình trong khu luân hồi thứ 7, cư trú trong Vãng Sinh Cung, một thân một mình, có chút cô đơn. Cũng may đám người Âm Phiền Huyên thỉnh thoảng cũng đi tới thăm viếng nàng. Khu luân hồi thứ 7 đã được mở ra, cần phải nghiên cứu thần thông của khu luân hồi thứ 7 này. Vân Quyền Thư lên tiếng nói với Trung Hoàng Thần. Trong trận chiến chư đế thượng cổ bảo vệ tiêu trừ thần vương thái cổ, đã từng thi triển ra thần thông đạo giải, chính là thần thông tới từ khu luân hồi thứ 7. Năm xưa bọn họ bị thần thông đạo giải phản phệ, thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Hiện tại khu luân hồi thứ 7 đã thành công mở ra, lại thi triển thần thông đại nhất thống, sẽ không bị cắn trả. Thiếu chủ hẳn là nên tụ tập tài tuấn thiên hạ, tiến vào khu luân hồi thứ 7 nghiên cứu thần thông đại nhất thống. Một người chí ngắn, nhiều người chí tài, tập hợp lực lượng của tài tuấn thiên hạ, nói không chừng có thể khai sáng ra thần thông đại nhất thống trước đám thần vương thái cổ kia, cũng tốt cho chuẩn bị cho chiến sự sau này. Trung Hoàng Thần có chút chần chừ lên tiếng. Tụ tập tài tuấn thiên hạ sao? Chỉ sợ ta không có lực hiệu triệu lớn đến như vậy đâu. Vân Quyển Thư khẽ giật mình, gật đầu một cái. Trung Hoàng Thần không phải là Trung Nhạc, quả thật không có lực hiệu triệu lớn như vậy. Trung Nhạc thiết lập tương lai chư đế bảng, tổ chức đại hội chư đế tương lai, giao lưu thất đạo luân hồi, quả nhiên là vung cánh tay hô lên, kẻ ứng lời tập hợp nhiều như mây. Nhưng Trung Hoàng Thần tư lịch quá cạn, vẫn chưa dưỡng thành khí phách giống như phụ thân của hắn, căn bản là không làm được chuyện này. Thiếu chủ có thể lệnh cho tài tuấn của tổ đình tiến vào trong khu luân hồi thứ 7, ít nhiều có thể phá giải một chút huyền bí của khu luân hồi thứ 7 này. Vân Quyển Thư lui một bước cầu chuyện khác, hắn lên tiếng. Trung Hoàng Thần gật đầu một cái, triệu tập tài tuấn trong tổ đình, dẫn người tiến vào khu luân hồi thứ 7, cảm ứng đại đạo thiên địa, nỗ lực khai sáng ra thần thông đại nhất thống. Mà Tư Mệnh đã hòa làm một thể với khu luân hồi thứ 7, đối với phương diện này có càng nhiều lĩnh ngộ hơn. Thỉnh thoảng lại khai đàn giảng pháp cho đám tuấn kiệt của tổ đình, cũng có thể giải tỏa một chút tịch mịch. Mà ở bên kia, Mục Tiên Thiên mang theo thần ma nhị đế trở về Tử Vi, một lần nữa xây dựng lại thiên đình. Thiên đình mới so với trước đây lại càng xa hoa hơn, càng rộng lớn hơn, chỉ là đã không còn thiên hà, phiên hiệu thủy sư thiên hà cũng không còn tồn tại. Thần ma nhị đế lại trọng luyện đế tinh, ghép hai mảnh đế tinh lại thành một như cũ. Bất quá xây dựng thiên đình hao tổn của cải kinh người, tài phú của Tiên Thiên Cung và thiên đình đều đã bị Trung Nhạc dọn sạch. Lần này trùng kiến thiên đình chính là lệnh cho các tộc Tử Vi và các bộ tộc thần ma của vũ trụ của lão hiến cống, dâng lên tài phú của các tộc, lúc này mới xây dựng xong thiên đình mới được. Tiên Thiên Thần Đế và Ma Đế lập ra rất nhiều siêu cao thuế nặng, khiến cho các tộc cơ hồ không chịu nổi gánh nặng. Thỉnh thoảng lại có chủng tộc tạo phản tác loạn, nhưng đều bị thần ma nhị đế huyết tinh chấn áp. Tất cả mọi người trong toàn tộc đều bị biến làm nô dịch. Trong lúc nhất thời, các tộc trong vũ trụ cổ lão và tinh vực Tử Vi đều câm như hến. Ngày hôm đó, thiên đình mới xây dựng thành công. Mục Tiên Thiên thiết yến khen thưởng quân thần, vừa múa vừa hát, lại đại phong ngự đế, thiên hạ thái bình. Giang sơn của trẫm không có biên giới, trong khu luân hồi thứ 7 cũng phải có thiên đình của trẫm, hành cung của trẫm kìa. Mục Tiên Thiên lại điều động vô số thần nô, ma nô tiến vào khu luân hồi thứ 7, xây dựng thiên đình và hành cung trong khu luân hồi thứ 7. Các tộc gần như không chịu nổi gánh nặng, thế nhưng thủy chung cũng không dám tạo phản tác loạn, lo lắng sẽ bị diệt tộc. Cũng không lâu lắm, Tiên Thiên Thần Đế, Ma Đế lại hạ lệnh cho các tộc hiến cống thần ma cùng nhau tiến vào khu luân hồi thứ 7, nhanh chóng xây dựng thiên đình trong khu luân hồi thứ 7, khiến cho thiên nộ dân oán. Sao Mục Tiên Tiên lại thất tâm thất đức như vậy? Bại chiêu hôn, bại tầng tầng, lớp lớp như vậy hay sao? Trung Hoàng Thần đạt được tin tình báo cũng là kinh ngạc không thôi, nghi hoặc hỏi. Nàng ta đây là chuyện gì xảy ra vậy? Thiên đình của tổ đình đã rách nát tả tơi, nhưng ta cũng không dám tu sửa, chỉ có thể để cho các tộc dưới trướng nghỉ ngơi lấy sức thôi. Chính mình ở trong cung điện rách nát này, mà Mục Tiên Thiên thì lại xây dựng rầm rộ, không khỏi có chút cảm giác tham danh háo lợi rồi. Vân Quyển Thư nghe vậy mỉm cười nói, cái này ngươi cần phải hỏi quân sư Mạc Ẩn rồi. Trung Hoàng Thần nhìn về phía Mạc Ẩn, Mạc Ẩn mỉm cười nói, 200 năm trước ta đã bắt đầu chém khí vận của nàng. Mặc dù nàng là Tiên Thiên Thần Ma, khí vận phi phàm, nhưng 200 năm không ngừng chém khí vận, nói thế nào cũng sắp sửa chém cho khí vận của nàng không còn. Hơn nữa, mẫu thể Mục Tiên Thiên luận quả đoán không bằng chân thân ma đạo của nàng, luận hiền lương không bằng chân thân thần đạo của nàng.
Chân thân thần đạo và ma đạo của nàng hiện tại vẫn còn đang ở trong thánh địa mà đợi phục sinh. Vì thế cho nên nàng mới hôn chiêu chồng chất như vậy. Thiên Ti nương nương mỉm cười nói: còn có một tầng nguyên nhân khác nữa kìa. Đó chính là tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế cố ý muốn làm xấu căn cơ của nàng. Hai tôn thần vương thái cổ này bị mục tiên thiên hàng phục, trong lòng không phục, bởi vậy mượn danh tiếng của mục tiên thiên làm điều ngang ngược, làm hại thương sinh. Mục tiên thiên thân là thiên đế, toàn bộ báo ứng đều sẽ rơi xuống trên người của nàng. Thần ma nhị đế giáp tâm bất lương, lúc này mới khiến cho mục tiên thiên hôn chiêu một cái rồi lại tiếp theo một cái. Thật ra thần ma nhị đế cũng là một đám khốn kiếp thôi, mà hành xử cũng cực kỳ hồ đồ. Mạc Ẩn mỉm cười nói: từ khi mục tiên thiên hàng phục bọn họ, khí vận nhất thời tăng lên nhiều. Có bọn họ tương trợ, lúc này mới có thể trên danh nghĩa là thiên đế, nhất thống tử vi, vũ trụ của lão và 3000 lục đạo giới được. Ba người bọn họ có thể nói là một người vinh, toàn bộ vinh, một người tổn, toàn bộ tổn thất kìa. Thần ma nhị đế làm ô uế khí vận của mục tiên thiên, cũng chính là làm ô uế khí vận của chính mình thôi. Thần triều của mục tiên thiên tan thành mây khói, bọn họ cũng khó có thể tránh thoát được một kiếp nạn. Vân Quyền Thư nói: mà sở dĩ mục tiên thiên để mặc cho tiên thiên thần đế và ma đế giày vò như vậy, chính là vì nàng cần thần ma nhị đế hấp thu tu vi thần ma nhị đế lớn mạnh bản thân. Thực lực của nàng chỉ sợ đã tới trình độ ngang vai ngang vế với thần ma nhị đế rồi. Giữa bọn họ đều là lợi dụng lẫn nhau để có bản tính cả. Ồ, thì ra là vậy. Trung Hoàng Thần nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Tại Hắc Đế Cung, Hắc Đế lặng lặng quan sát thiên đình mới, quan sát khí vận của mục tiên thiên. Hắn mỉm cười nói: mùa thu hoạch sắp tới rồi, đệ tử của ta đã phi thường mỹ vị ngon miệng rồi. Thời gian trôi nhanh, trong lúc bất chi bất giác, kỳ hạn 80 năm sắp tới. Trên dưới tổ đình một mảnh nghiêm nghị. Trên thì từ Lôi Trạch, Thần Hậu, Càn Đô Tương Vương, dưới thì xuống binh sĩ, tiên thiên cấm quân cũng đều lặng lặng thủ bên cạnh địa điểm trước đây Trung Nhạc đã rời khỏi kia. Đám người Âm Phiền Huyên, Khâu Cấm Nhi khẩn trương vạn phần, gắt gao nhìn chằm chằm nơi đấy. Mà ở trong khu luân hồi thứ 7, Tư Mệnh cũng xuyên qua không gian vô tận, từ xa nhìn về phía tổ đình, đang chờ đợi gã nam tử kia trở về. 200 năm chỉ là một cái búng tay, 200 năm này đã phát sinh quá nhiều cố sự. Thần Hậu Nương Nương có chút buồn bã vô cớ, than thở nói: nếu như năm xưa Trung Dân Thị không trừ chém 200 năm, có lẽ hiện tại hẳn là sẽ còn rất nhiều người có thể sống sót được rồi. Trải qua 80 năm tu dưỡng, tổ đình nguyên khí vẫn là không có khôi phục, bốn phía vẫn là một mảnh hỗn độn. 64 tòa thần thành không có trùng kiến bởi vì quá hao tài tốn của. Thiên đình cũng là đổ nát không chịu nổi, rất khó tìm được một tòa cung điện hoàn chỉnh. Khả năng càng lớn hơn là toàn quân bị diệt, một người cũng không sống nổi kìa. Lôi Trạch Cổ Thần lên tiếng nói: bất luận Trung Sơn Thí có mặt hay không thì trận chiến này thủy chung vẫn sẽ tới. Hơn nữa 200 năm này mặc dù Trung Sơn Thí nhìn như không ở đây nhưng vẫn luôn tồn tại. Hắn vẫn luôn đang tham dự vào trận chiến tranh này, chỉ là mượn tay của Hoàng Thần mà thôi. Hắn cảm khái nói: cố sự trong 200 năm này hẳn là có thể viết thành một bộ sách sử thật dày được rồi. Hỗn Độn Phủ mỉm cười nói: Lôi Tổ, ta đã soạn xong rồi này. Những năm qua ta vẫn luôn bận rộn chỉnh lý những chuyện phát sinh trong 200 năm này, định giao lại cho lão tổ tông nhà ta xem kìa. Hắn vẫn còn sống, không chết trong kiếp nạn của tổ đình. Những năm qua vẫn luôn biên soạn tư liệu lịch sử, ghi chép lại những chiến sự phát sinh trong 200 năm này, ghi chép từng cái nhân vật vui buồn lẫn lộn trong chiến tranh. Hỗn Độn Thị chỉ lệnh cho hắn ghi chép lại những sự tích liên quan tới Trung Nhạc, mà hắn lại cảm thấy cần thiết phải ghi chép lại trận chiến tổ đình, bởi vì trong này có quá nhiều sự tình khiến cho hắn cảm động. Đột nhiên ánh mắt của Hoa Thiên Mân chợt sáng lên nói: thời không đang chấn động kìa. Thanh âm của nàng vừa dứt, đám người liền cảm ứng được cỗ chấn động kỳ dị kia. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ba động của hai loại đại đạo vũ và trụ. Không gian và thời gian trước mặt phảng phất như đã biến thành hồ nước đang dâng lên cận sóng. Tâm thần đám người sao động, chỉ thấy sâu bên trong thời không một chiếc thiên dực cổ thuyền đang chậm rãi từ hư hóa thực hiện ra trước mặt bọn họ. Ở trên thuyền, Phong Hữu Trung và Trung Nhạc cũng đang từ hư hóa thực, dần trở nên chân thật hơn. 200 năm như một cái búng tay, từ lúc bọn họ cưỡi thiên dực cổ thuyền trở về 10 vạn năm trước,
tới hiện tại bọn họ quay trở lại. Đối với hai người Trung Nhạc và Phong Hữu Trung ở trên thuyền, bọn họ chỉ mới trải qua thời gian 3 ngày mà thôi. Nhưng đối với những người khác, bọn họ đã trải qua 200 năm tuế nguyệt. Trung Nhạc và Phong Hữu Trung bước xuống thiên dực cổ thuyền. Đám người nhao nhao vọt tới, phi thường náo nhiệt. Các vị nương nương khó có thể kiềm chế cảm xúc. Còn có các vị thái tử, công chúa cũng nhao nhao khấu kiến. Từng gã thần tướng hành lễ. Lại còn đám cổ thần bọn Lôi Trạch, thần hậu nương nương cũng muốn gặp. Trung Nhạc bận rộn tới tối mặt, tối mày. Trong lúc bất chợt, lòng có cảm giác, xoay đầu nhìn lại. Ánh mắt của hắn và ánh mắt của Tư Mệnh xuyên qua thời không xa xôi gặp nhau. Toàn thân Tư Mệnh bao phủ trong hỏa diễm, thản nhiên cười một tiếng, giơ tay lên ngoắc ngoắc hắn một cái. 200 năm một cái búng tay, người xưa đã không sinh không tử. 200 năm này vẫn đã có một chút chuyện tiếc nuối phát sinh. Phục Hy có từng đi tới tương lai hay không? Trong thánh điện, đám người Trung Nhạc, Phong Hữu Trung, Lôi Trạch, Thần Hậu, Kim Ô Thần Đế, Thiên Điêu Đế, Càn Đô, Táng Linh, Thiên Thần Vương cùng với đám Trắc Long, Cửu Tử, Trung Thị Cửu Tử, còn có đám lãnh tụ của các tộc bọn Âm Phiền Huyên, Hoa Thiến Bân, Đương Đại Nữ Hoa, Hiên Viên, rồi còn có đám người Vân Quyền Thư, Mặc Ẩn, Thiên Ti Nương Nương, vân vân, tụ tập cùng một chỗ, cùng nhau chúc mừng Trung Nhạc trở về. Lúc bấy giờ, Thần Hậu Nương Nương liền lên tiếng dò hỏi: "Người tinh thông Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh đã tu luyện tới trình độ siêu việt hơn cố nhân rồi, có thể trở về quá khứ, cũng có thể đi tới tương lai, đúng không nào? Tương lai đã định, có lẽ chúng ta có thể trước thời hạn biết được mọi chuyện trong tương lai, sớm làm ra ứng đối, tránh cho tai vạ tới nơi, rồi lại xuất hiện thương vong nhiều hơn kìa." Trung Nhạc gật đầu, rồi lại lắc đầu nói: "Ta cũng đã từng thử đi tới tương lai, nỗ lực thuận theo thời gian trường hà, đi du lịch thời gian tương lai, thế nhưng lại phát hiện tương lai hỗn loạn, vẩn đục, đã không thể thấy, không thể biết được, không thể đặt chân vào tương lai." Lôi Trạch cổ thần và Thần Hậu Nương Nương đều giật mình. Càn Đô Thần Vương có chút suy tư, rất nhiều người lại lộ ra thần sắc thất vọng. Hỗn Độn Vũ lên tiếng: "Lão tổ tông nhà ta chính là không thể nhìn rõ thời gian tương lai, cho nên mới lên bờ, mới có Hỗn Độn Thị chúng ta kìa." "Vậy Hỗn Độn Thị hẳn là biết rõ ràng nhiều tin tức, không biết có thể mời lão tổ tông nhà ngươi tới đây nói chuyện một chút hay không?" Thần Hậu Nương Nương dò hỏi. Hỗn Độn Vũ lập tức xua tay nói: "Lão tổ tông nhà ta trước giờ không can thiệp vào ngoại sự. Hắn nói tương lai còn muốn quay trở về hỗn độn, nếu bị liên quan tới quá nhiều tục vụ, bản thân sẽ không còn tinh nhuần, sẽ không trở về được nước kia. Ta cũng không dám mời hắn xuất sơn đâu." Thần Hậu Nương Nương chịu đành xem như rồi bỏ qua. Trận chúc mừng này kéo dài tới mấy ngày rồi chấm dứt. Thần Hậu Nương Nương lại hỏi: "Phục Hy, ngươi có tính toán gì không?" "À, trước thành đế cái đã." Trung Nhạc lên tiếng nói: "Ta đã giải khai phong ấn huyết mạch cuối cùng của bản thân, nghịch chuyển tiên thiên. Mấy ngày sắp tới sẽ triệt để tu thành tiên thiên thần ma, lột đi cấu thân. Đạo thân vừa lột đi, con đường thành đế của ta sẽ không còn trở ngại, tiến vào đế cảnh một lần là xong." Ánh mắt của Thần Hậu Nương Nương sáng lên, mỉm cười nói: "Người hắn là nên ở trong khu luân hồi thứ bảy mà thành đế, có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ. Thời điểm thành đế sẽ dẫn tới đại đạo, tới triều bái, hàng phục đại đạo, dung nhập vào chân thân, chính là tiến vào đế cảnh." Trung Nhạc mở ra khu luân hồi thứ bảy đã trải qua 200 năm đằng đẵng, nhưng thần thông đại nhất thống vẫn chưa được khai phát, chủ yếu là vì chưa có ai tìm hiểu thấu triệt được đại đạo của khu luân hồi thứ bảy. Mà nếu Trung Nhạc thành đế trong khu luân hồi thứ bảy, đại đạo tới triều bái, nói không chừng sẽ có thể nhân cơ hội này tìm hiểu được ảo diệu của khu luân hồi thứ bảy, khai phá ra thần thông đại nhất thống. Trung Nhạc mỉm cười nói: "Bất quá trước đó vẫn còn một trận kiếp nạn tiên thiên đang chờ ta." Trong cơ thể của hắn có một thành phàm huyết, trải qua thời gian 3 ngày, Trung Nhạc đã tinh luyện phàm huyết, dùng đại đạo tiên thiên của bản thân ôn dưỡng để thăng tinh dưỡng nó thành tiên thiên thần huyết. Phàm huyết bất đồng với thần huyết, trong thần huyết Phục Hy ẩn chứa hoa văn đại đạo di truyền từ Yểm Tư Thị, Lôi Trạch Thị và Hoa Tư Thị, bởi vậy mới được gọi là thần huyết, mà trong phàm huyết lại không có bất cứ thứ gì cả. Nếu dùng Văn Lộ Đồ Đằng lạc ấn vào trong phàm huyết, chỉ là hoang phí thời gian, hoàn toàn không thể để thăng phàm huyết lên tới trình độ thần huyết Phục Hy được. Dù sao, Văn Lộ Đồ Đằng không thể hoàn mỹ thể hiện ra đại đạo tiên thiên của Lô Trạch Thị và Hoa Tư Thị. Mà lần này, Trung Nhạc cũng tuyệt không phải muốn luyện phàm huyết của chính mình thành thần huyết Phục Hy. Mục đích của hắn càng cao xa hơn, hắn là muốn lạc ấn hết thảy tiên thiên bắt quái
tiên thiên thái cực, tiên thiên tứ tượng cùng với tiên thiên dịch của chính mình vào trong phàm huyết, khiến cho phàm huyết biến thành tiên thiên thần huyết, từ đấy lột xác nghịch chuyển tiên thiên. Hiền Viên, Vân Quyển Thư, Phong Sư Huynh, hiện tại phong ấn huyết mạch mặc dù vẫn còn, nhưng đã không còn hồn phách trở lại 10 vạn năm trước kia nữa rồi. Trung Nhạc gọi đám lãnh tụ nhân tộc bọn Công Tôn Hiên Viên, Vân Quyển Thư, Phương Kiếm Các tới, mỉm cười nói: các người đã có thể yên tâm giải khai phong ấn huyết mạch được rồi, cũng có thể từ trong nhân tộc chọn lựa ra nhân tài siêu quần bạt túy, truyền thụ cho bọn họ phương pháp phá giải phong ấn huyết mạch. Còn về phần có thể mở ra được mấy thành thì cần phải xem bản lĩnh của chính bọn họ rồi. Đám người vừa mừng vừa sợ, nhưng Vân Quyển Thư thì lại nhíu mày nói: chủ công, phong ấn huyết mạch vẫn còn hay sao? Trung Nhạc gật đầu nói: phong ấn huyết mạch là đại nguyên rủa, cho dù đã triệt để trừ đi hắc đế, nhưng loại nguyên rủa này vẫn mãi luôn đi theo nhân tộc và phục khí chúng ta, vĩnh viễn cũng không thể trừ đi được. Nhân tộc muốn trở thành phục khí cần bản thân phải tự mình phá hủy phong ấn này. Vân Quyển Thư lẩm bẩm nói: nhân tộc dù sao, mặc dù tộc nhân rất nhiều, nhưng có thể giải khai phong ấn dù sao cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Hơn nữa tu vi càng tinh thâm, phong ấn huyết mạch lại càng mạnh. Tầng phong ấn thứ hai chỉ sợ cần phải có tâm cảnh đế cấp mới có thể mở ra được. Còn tầng phong ấn phàm huyết thứ sáu thì cần phải có tài học như là chủ công mới có thể làm được. Cho dù sẽ không gặp phải hắc đế và đạo thần thì nhân tộc có thể hoàn toàn giải khai phong ấn huyết mạch, chỉ sợ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Trung Nhạc mỉm cười nói: cho nên mới cần các ngươi tiến hành vỡ lòng khai hóa, chỉ dạy nhân tộc phương pháp tu luyện. Ta đã chỉnh lý ra một bộ thần thông chuyên phá phong ấn huyết mạch, các ngươi hãy truyền thụ cho các luyện khí sĩ nhân tộc đi. Đám người gật đầu xưng vâng. Trung Nhạc truyền thụ thần thông phá giải phong ấn huyết mạch mà chính mình và Phong Hữu Trung đã khai sáng cho bọn họ, mấy người không người cáo lui. Cặp mày của Vân Quyển Thư vẫn nhíu chặt như cũ. Hiên Viên mỉm cười nói: Vân quân sư, sao lại vẫn trao mày nhíu mặt như vậy? Phương Kiếm Các cũng tinh tế nghiền ngẫm 6 môn thần thông mà Trung Nhạc truyền thụ, hắn gật đầu nói: 6 môn thần thông này phức tạp tinh thâm, ta tu luyện 5 môn phía trước còn có thể được, thế nhưng môn thứ 6... Hắn lắc lắc đầu nói: rất khó học được. Hắn thân là thiên sinh linh thể, tư chất tức vạn người mới có, ngay cả hắn cũng nói khó có thể tu thành, trình độ khó khăn có thể tưởng tượng. Trừ phi có được tư chất đế cấp mới có thể hoàn toàn giải khai phong ấn được. Phương Kiếm Các nói: trong nhân tộc ta có thể có được tư chất bậc này sợ rằng cũng không có bao nhiêu. Bật quá tóm lại là vẫn có. Hiên Viên mỉm cười lên tiếng: trong cơ thể ta thần huyết lôi trạch càng nhiều hơn một chút, nhưng cũng có tới 6 thành thần huyết phục khí cần phải giải khai kìa. Nói không chừng giải khai 6 thành thần huyết phong ấn này sẽ có thể biến thành nửa lôi trạch nửa phục khí. Còn về phần nhân tộc của Tinh Hồng Báo, tình huống cũng có chút tương tự với ta. Rất nhiều người đều có thần huyết lôi trạch trong cơ thể, bọn họ giải khai phong ấn huyết mạch phục khí trong cơ thể sẽ càng dễ dàng hơn một chút kìa. Nhân tộc của Tinh Hồng Bảo bởi vì theo đuổi chiến lực mạnh mẽ nên chú trọng thông hôn với lôi trạch thị, mượn dùng huyết mạch lôi trạch để làm lớn mạnh bản thân. Ví dụ như Phù Lê, Phù Liệt đều có được phân nửa huyết mạch lôi trạch, nhục thân cường đại. Thần huyết phục khí bị phong ấn trong cơ thể bọn họ cũng chỉ có 5 thành, chỉ cần mở ra 5 thành phong ấn huyết mạch này là được. Chân chính khó có thể giải trừ phong ấn huyết mạch là những nhân tộc thần huyết. Phong ấn của bọn họ có thể tổng cộng có tới 6 tầng, một tầng cuối cùng là phong ấn phàm huyết. Thành bại là do người cá. Vân Quyển Thư phun ra một ngụm chọc khí, mỉm cười nói: 6 môn thần thông này của chủ công là do hắn và Phong Thiên Nhân khai sáng, bọn họ đã có thể làm được. Nếu như nhân tộc ta không ai có thể học được, chẳng phải là không người nối nghiệp hay sao? Ta không tin nhân tộc toàn bộ đều là kẻ ngu ngốc cả. Hiên Viên nghe vậy cười ha hả. Mấy người nhao nhao rời đi, truyền bá 6 môn thần thông này của Trung Nhạc lại cho nhân tộc. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 333 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.